đây đó, đi ăn thuốc này, dưa thuốc đây cho các bạn coi đi. Đó, thấy chưa, uống thuốc nè, rồi cho nên bỏ vô miệng, rồi uống miếng nước vô, rồi uống nước, rồi uống nước đi, uống miếng nước, nuốt luôn nha, uống nước, rồi nuốt luôn, nuốt luôn, uống nhiều nước vô, uống luôn, rồi nuốt chưa, há miệng ra coi, há miệng ra, dùng thuốc mất, há miệng, há miệng, quay miệng lại đây, quay miệng, giỏi quá, chừng nào uống một viên đấy nha, này chừng đây nữa nè. Giỏi dữ ta. Đó, con vô dân thuốc này. Tin này mất có 2 tuổi rưỡi thôi đó nha. Các bạn coi đi. Không, chị này uống rồi. Đó nè, nước này nè. Chị Nam bỏ hả? Ồ, ý, đây này nè, để ba giúp con mở nha. Để ba giúp mở. Đó, rồi. À, đấy là. Đó rồi, vô dân thuốc lên cho các bạn coi nha. Rồi, vô thuốc đó. Rồi, Tina bỏ miệng. Bỏ miệng đây rồi, ba đút nước Tina uống nha. Rồi, tự bỏ cho miệng. Đúng rồi, rồi uống nước vô. Rồi, uống nước luôn. Tina giỏi quá. Uống thêm miếng nước nữa. Chưa nuốt, uống thêm miếng nước nữa. Nuốt dân thuốc luôn. Rùng mình luôn. Rồi, xong. Rồi, dân thuốc đâu? Hả miệng coi. À, còn hả? Nữa. Nuốt dân thuốc luôn nha. Đó, nuốt dân thuốc luôn. Rồi uống nước vô, nuốt dân thuốc luôn giống như hồi nãy. Hết chưa? Rồi, xong rồi. Rồi. Rồi dân thuốc đâu? Há miệng coi. Dân thuốc đâu rồi? Dân thuốc đâu rồi? Dân thuốc đâu rồi? Giỏi quá. Tina mấy tuổi? Con mấy tuổi? Có 2 tuổi rưỡi. Rồi các bạn nhớ uống thuốc giống Tina nha. Thế là ba.